Hỏi: nhập định và ngủ có chỗ nào không giống nhau? Đáp: lúc nhập định thì trong tâm biết rõ hết, thân ngồi đoan chánh ngay thẳng không dao động, đầu không gật xuống hay nghiêng qua một bên. Đó là cảnh giới tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Còn lúc ngủ thì cái gì cũng không biết, thậm chí còn ngáy như sấm, và cả tư thế thì hoàn toàn trái ngược. Hỏi: kinh Pháp Hoa nói thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền được xa lìa tham sân si, xin hỏi là niệm như thế nào mới có hiệu quả liền? Câu này do một nhân viên hàng không Trung Hoa hỏi. Đáp: thì ngồi máy bay. Hỏi: một, làm thế nào để phát khởi tâm tinh tấn dũng mãnh? Hai, làm sao để khắc phục tật ham ăn ham ngủ? Do một chuyên viên làm nghề thẩm mỹ hỏi. Đáp: một thì là làm đẹp, hai không ăn cơm, vì không ăn thì sẽ không ngủ, ít ăn thì ít ngủ, ăn nhiều thì ngủ nhiều. Hỏi: chúng con hiện làm ăn buôn bán, vậy Hòa Thượng nhận thấy tình hình chính trị ở Đài Loan sẽ ra sao? Chúng con đến Đại lục Trung Quốc đầu tư thì cảnh tượng sắp tới sẽ như thế nào? Đáp: các vị làm nghề buôn bán ở Đài Loan thì nên yêu nước, trung thành với quốc gia, dùng cái trí huệ làm ăn buôn bán của quý vị mà giúp đỡ nước nhà. Ở Đài Loan thì có rất nhiều người giàu tài sản, nhưng tìm không ra người ái quốc. Những người Đài Loan tới Đại lục đầu tư không phải là vì yêu nước, mà chỉ muốn đầu cơ thủ lợi. Trong thời kỳ đặc biệt này, nếu tính chuyện làm ăn không vốn mà muốn thâu lợi đều rất nguy hiểm, có thể ra công sức nhưng rồi cũng mất hết. Hỏi: có một số gia đình đời đời kiếp kiếp đều mang một chứng bệnh di truyền nào đó, vậy chúng ta có thể giải thích sự việc đó bằng đạo lý nhân quả không? Đáp: là việc đương nhiên, vì di truyền tức là nhân quả. Nếu như kiếp trước họ đã không trồng nhân đó thì làm sao đời đời lại bị truyền xuống quả báo giống nhau y hệt như vậy? Hỏi: thế nào gọi là ngu si? Đáp: ngu si là cứ tưởng mình không ngu si, đó mới chính là ngu si. Hỏi: xin hỏi sư phụ, chúng con nên làm sao mới có thể thoát khỏi nạn khổ, chết chóc và được sống vui vẻ với quãng đời còn lại? Đáp: nếu quý vị không sanh phiền não thì tức là vui vẻ đấy. Khi quý vị không được vui vẻ là bởi vì tâm tham và không biết đủ. Hỏi: ý nghĩa của sanh mạng là ở đâu? Đáp: nếu chú cảm thấy sanh mạng không có ý nghĩa thì mau mau chết đi cho rồi. Còn chú cảm thấy sanh mạng có ý nghĩa thì đó chính là ý nghĩa của nó. Ý nghĩa của mạng sống là ở chỗ đó đó. Hỏi: ý nghĩa của sanh mạng là ở đâu? Hỏi: muốn chánh pháp tồn tại nên ủng hộ kinh Lăng Nghiêm, trì chú Lăng Nghiêm. Vậy mỗi ngày con nên trì bao nhiêu biến? Đáp: con thích trì bao nhiêu thì trì bấy nhiêu. Hỏi: với tình thế hiện tại như vậy, chúng con nên làm sao đây? Đáp: nên có đức hạnh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Đó là những điều căn bản của đạo làm người, là cơ sở của sự tu hành và là nền tảng của nền chánh trị. Hỏi: trong gia đình chỉ có một mình con là người học Phật, vậy con làm thế nào mới dẹp trừ hết các chướng ngại để cả gia đình trở thành Phật tử và khiến cho quyến thuộc đồng được hưởng lợi ích của các pháp? Đáp: con cứ làm việc với lòng thành, tự nhiên họ sẽ cảm nhận được mà chuyển hóa dần về đạo. Hỏi: tu như thế nào để trong không trụ vọng niệm, ngoài không nhiễm sáu trần? Đáp: là không kết hôn và xuất gia tu đạo. Hỏi: như các nghiệp cũ từ xa xưa, chúng con làm sao trừ bỏ được ác nghiệp và tích tụ thiện nghiệp để sớm thành Phật? Đáp: không làm điều ác, làm các việc lành. Hỏi: xin cho biết nguyện lực của Hòa Thượng là gì? Đáp: thông thường Phật giáo ở Trung Quốc đều là bảo thủ, nhưng tôi có ý nguyện đem kinh điển Phật giáo phiên dịch thành tiếng Anh. Tại sao đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành lại được phổ biến như vậy?
bởi vì họ phiên dịch thánh kinh thành ra các ngôn ngữ của các nước khác. Nếu đạo Phật cũng dịch các kinh điển thành các thứ tiếng ngoại quốc thì Phật giáo cũng sẽ không thua kém gì đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành. Tại vạn Phật thánh thành, tôi hằng mong các tôn giáo sẽ dung hợp lại với nhau. Tôi có dự định là các tôn giáo khác đều có thể đến để làm lễ theo nghi thức của họ ở tất cả các đạo tràng do tôi thành lập. Tôi tin rằng nếu tất cả hòa hợp bao gồm lại một cách dung hòa thì sẽ giảm bớt đi phần nào các thành kiến giữa các giáo phái với nhau. Hỏi: nếu như con muốn tụng kinh mà trong nhà con không có đặt bàn thờ Phật, vậy con phải nên làm sao? Đáp: muốn tụng kinh thì trước là con nên học chữ. Khi biết chữ rồi thì tự nhiên sẽ tụng kinh được. Hỏi: xin hỏi chúng con phải hội đủ những tư cách nào mới có thể làm đệ tử của Ngài? Đáp: là phải tự sửa đổi mình. Hỏi: làm sao để bắt đầu học thuộc lòng và hiểu lý giải của ba bộ kinh Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm và Pháp Hoa? Con nên bắt đầu từ bộ kinh nào trước? Đáp: bắt đầu từ bộ nào trước cũng được. Pháp là bình đẳng, không có cao thấp. Khi quý vị muốn chọn lựa một bộ kinh nào thì đó tức là đang khởi vọng tưởng. Quý vị vốn đã chẳng hiểu biết được các kinh điển này. Quý vị muốn học bộ kinh nào thì cứ học bộ kinh đó đi. Vì đối với chuyện này thì không có trước sau gì cả. Hỏi: cả đời con khổ cực, nhưng tại sao con trai con lại không nghe lời mà cũng không tôn trọng con? Đáp: tại vì chú đã quá vâng lời mà. Bởi kiếp trước chú đã không có quá khổ cực, nhưng thọ khổ là hết khổ, hưởng phước là tiêu phước. Nếu biết chấp nhận là mình có nợ thì sẽ trả hết nợ. Nếu chú muốn gánh nợ chứ không muốn trả, thế thì chủ nợ sẽ đến nhà mỗi ngày để đòi nợ chú đó. Hỏi: có người nói hòa thượng là người xuất gia mà sao lại can dự vào việc chánh trị? Đáp: tôi thấy Đài Loan đang trong tình thế nguy nạn, nhưng đa số mọi người vẫn còn chưa tỉnh ngộ. Tôi là người Trung Quốc nên không thể không để ý đến chuyện này. Những lời tôi muốn nói dù người có thế lực cũng không thể ngăn cản tôi được. Giống như lần này tôi nói rằng hiện nay Đài Loan giống như Nam Tống. Ví như mọi người đều chỉ biết ngó xuống chân họ mà không biết xem những việc ngay trước mắt. Hỏi: khi con đi hành hương bằng cách ba bước một lạy, vậy những lạy đó con cũng có thể tính trong 10.000 lạy không? Chú thích: hòa thượng quy định là nếu ai quy y Ngài thì phải lạy cho đủ 1 vạn Phật. Đáp: quy y Tam Bảo là tôi dạy chú lại 10.000 lần, vậy mà chú còn muốn 7 kỳ 8 kéo, bù bên đông đắp bên tây. Đây đâu có phải là chuyện mặc cả trả giá, cũng không phải là chuyện làm ăn buôn bán gì. Nếu lại không nổi tức là chú không đủ lòng thành, chứ không phải nói về chuyện giá cả gì hết. Hỏi: con không có cách nào ăn chay được, vậy con có thể trì chú đại bi không? Các vị tỳ kheo Nam Tông khi đi khất thực được món gì thì họ dùng món nấy để duy trì mạng sống. Vậy tại sao chúng ta nhất định phải ăn chay? Đáp: lúc quý vị đang ăn thịt và tưởng tượng như nếu có người đang ăn thịt mình thì mình sẽ cảm nghĩ như thế nào? Việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người. Quý vị nên tự hỏi mình: rất nhiều người ăn chay được, tại sao mình ăn chay không nổi? Tại sao mình phải đầu hàng thịt? Còn về việc ăn thịt thì có thể trì chú đại bi được hay không thì trong kinh điển không có nói tỉ mỉ về vấn đề này. Hỏi: trong những bài khai thị, sư phụ bảo chúng con nên tu tập thiền định. Chúng con rất muốn học, nhưng sư phụ phải trở về Mỹ ngay. Vậy là chúng con đâu có cơ hội để học tập. Đáp: nếu quý vị có đủ lòng tin thì tôi có thể dạy dỗ các vị mỗi ngày. Không những chỉ ở Đài Loan mà ở nước Mỹ tôi cũng có thể chỉ dạy quý vị vậy. Hỏi: cha mẹ con qua đời ở Đại Lục Trung Quốc, nhưng con chưa có thể tới thăm mộ được. Con nghĩ rằng nếu con lại Phật ở Đài Loan, chắc cha mẹ con sẽ không có cách nào nhận được công đức hồi hướng của con, phải không? Đáp: nếu con thành tâm
thì dù cha mẹ con có xa cách bao nhiêu đi nữa cũng được cảm ứng đạo giao. Còn nếu như con không thành tâm thì mẹ con dù có ở ngay trước mặt con cũng không có cảm ứng gì. Hỏi: khi trì chú niệm Phật thì nhất định là nên quán tưởng phải không? Đáp: nếu quý vị quán tưởng thì có thể bớt được một chút vọng tưởng, không quán tưởng thì vọng tưởng nhiều thêm một chút. Hỏi: vùng San Francisco nước Mỹ đã xảy ra trận động đất lớn, vậy trong tương lai Đài Loan cũng sẽ bị tai nạn tương tự như thế phải không? Chúng con làm sao để tránh khỏi đây? Đáp: nếu con người không nổi giận thì sẽ không có động đất. Hỏi: tại sao Ngài nói Đài Loan giống như là ở thời kỳ của Lâm An, Nam Tống lúc xưa? Đáp: thời Lâm An lúc bấy giờ quân tướng không hòa hợp nên mới dẫn đến nạn quốc gia bị diệt vong. Hiện nay trong quốc gia nhỏ bé này có hai phe đảng tranh chấp, trên dưới cùng nhau thu lợi lộc. Đảng Dân Tấn và đảng Quốc Dân cùng nhau tranh chấp chuyện hay chuyện dở, rồi đánh nhau rất là dã man. Như câu nói, trên có người háo chiến, dưới tất có kẻ hung bạo hơn. Hỏi: cái gì gọi là nghiệp? Đáp: nghiệp là cái gánh nặng của con người, là gánh nặng của sinh mạng và của tinh thần. Nghiệp của mỗi người tạo ra thì thâu cất vào kho chứa riêng của mỗi người, tức là cất chứa trong thửa ruộng của thức thứ 8. Kho chứa này có sức thần thông, cho nên nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ gì bỏ vào cũng đều được cả. Nó thì không lớn, không nhỏ, cũng không có gì là phân biệt. Đấy đều là nghiệp của chính mình, không phải của người khác, nên không ai đánh cắp được, cũng không ai cướp đoạt hay lấy đi được. Hỏi: mỗi ngày con nên rốt ráo tu hành như thế nào mới có thể liễu sanh thoát tử được? Đáp: hãy tự để ý đến mỗi cử chỉ hành động của mình, đi, đứng, nằm, ngồi, chẳng rời nhà, tức là tu hành vậy. Hỏi: là đệ tử Phật thì có thể ăn trứng không? Đáp: nếu quý vị thèm muốn ăn những thứ dinh dưỡng đó thì cần gì phải hỏi tôi. Hỏi: tại sao người ăn chay không được ăn trứng? Đáp: không có gà trống, gà mái cũng có thể ấp trứng nở ra gà con như thường. Ngày xưa người ta không hiểu điều này nên họ nói là nếu trứng không có trống thì không thể nở ra gà con. Nhưng lối nói này cũng không có gì làm chứng cứ. Tại sao người ăn trứng lại lý luận như thế? Tức là vì họ muốn ăn trứng đó mà. Bất luận trứng có trống hay không có trống, nó đều có thể sanh ra gà con, chứ không phải không thể sanh đâu. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói: noãn duy tưởng sanh, tức trứng do tưởng mà sanh ra. Hỏi: lúc ở bệnh viện Trường Canh, tỉnh Lâm Khẩu, con thấy sư phụ dùng gậy đánh trên đầu bệnh nhân 3 cái. Xin hỏi như thế là có ý gì? Đáp: người đó có bệnh, tôi thấy không thuận mắt nên mới đánh nó đấy. Hỏi: căn gốc của tham sân si từ đâu đến? Phải chăng là do ác nghiệp từ kiếp trước, hay là vì hiện tại không biết tu hành? Đáp: cái gì cũng có. Nói tóm lại, nếu biết trừ bỏ hết thì tốt rồi. Chứ nếu con hỏi căn nguyên của nó rồi cũng không chịu trừ bỏ nó, vậy thì chẳng có ích lợi gì đâu.